Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu rất hay của khiết đan tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Quang và kiện tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt tại vòng 4 giải cờ tướng du cờ online mùa Covid. Sau khi hòa giao gián đầu tiên, bước vào gián đấu thứ hai này với lợi thế đi tiên thuộc về khiết đan tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Quang. Mời các bạn thưởng thức giác cờ tàn rất hay của hai kỳ thủ. Chuyên. Chuyên. Chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
chuyên. Pháo 1, thối 3. Cho đến đây thì khiến đang tiểu tướng Nguyễn Minh Quang đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ tàn rất hay của kiện tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt. Mời các bạn xem tiếp hai ván cuối ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.